Cảm ứng của tụng kinh. Với những người có mặt ở đây thì sự việc tôi kể có thể là nhỏ không đáng để nói, nhưng hiện tại tâm tôi không ngăn được phần kinh ngạc, hỷ lạc như muốn nhảy nhót. Bởi vì gần đây, nhà tôi dời về một vườn đào, đối diện với hoàn cảnh mới, lòng nhớ vô hạn, vừa hy vọng, vừa hâm mộ, kế hoạch mới vạch ra cho một sinh hoạt tốt đẹp. Trong việc này, nên biết là sự tình trôi qua không như ý tôi tưởng tượng, vì đổi công tác xong, đúng là hao tâm tổn trí, ngay cả thiết lập máy điện thoại cũng bị chậm trễ. Các việc như thế chẳng thuận tâm vừa ý, khiến tôi ngồi cứng ở nhà, tâm tình sầu muộn cực điểm. Bấy giờ như thường lệ, tôi vào phòng thờ Phật ở nhà đốt hương, lễ Phật ba lễ, hướng về Đức Phật tỏ rõ tâm sự, mong có sự liễu giải. Đột nhiên khởi lên ý niệm trong kinh Địa Tạng, có việc mà cầu nguyện, cùng kính lễ bái, tán thán trì tụng kinh Địa Tạng, chắc chắn sẽ được cảm ứng. Cho nên mới thỉnh bộ kinh Địa Tạng, tĩnh tâm đọc tụng, tụng hết một quyển, đứng dậy chắp tay hồi hướng. Nguyện oan trái nhiều đời, thọ nhận công đức này mau được giải thoát, giúp tôi gặp việc được hanh thông. Khi tôi đang cầu nguyện và ngưỡng vọng từ nhang của Địa Tạng Bồ Tát, lại thấy trong lư hương có một cây cháy sắp hết, tàn hương tạo thành hình trái xoan. Không biết có phải Địa Tạng Bồ Tát cảm ứng đến tôi, tàn hương có hình vòng xoan ấy có phải chứng cho sự cầu nguyện viên mãn của tôi không? Không nên chấp như vậy, đấy chỉ là vọng tưởng của tôi mà thôi. Bồ Tát, tôi chỉ hy vọng cục điện tính sớm phái người đến bắt điện thoại cho tôi thôi. Cách ngày hôm sau, tôi đưa con gái đến sở vệ sinh để chú xạ chăm cứu dự phòng. Sau khi trở về nhà, phát hiện nơi cửa chính có dán một tờ thông tri, trên đó viết: người của cục điện tính đến không có ai ở nhà, ngày mai sẽ đến bắt điện thoại. Việc này làm cho tôi rất cao hứng, nhớ lại ngày hôm qua mới cầu nguyện, nay chẳng để linh nghiệm ư. Chiều, hàng xóm báo cho tôi biết, ông mới từ phòng làm việc của sở điện thoại, xin cho tôi, có một nhân viên trẻ đã nhận lời làm cho tôi, chỉ cần tôi đến thảo luận vài vấn đề là xong. Đột nhiên có tin tốt như vậy, thật là không dám tưởng tượng đến. Người làm công tác này tuy còn trẻ, nhưng đã có kinh nghiệm nhiều tháng làm không bị hư hoại, không tưởng sẽ đến bây giờ, thế mà hiện tại tôi vẫn dùng như xưa, như một món quà tốt vậy. Hé không phải do tụng kinh đem đến công đức kỳ diệu ấy hay sao? Trong tôi tràn đầy niềm hoan hỷ và cảm ơn Phật, cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư Phật đã gia hộ. Đệ tử này đã nhận ơn Phật, phát nguyện sau này mỗi tháng sẽ tổ chức tế bần phóng sanh, hỗ trợ in ấn kinh Phật, ăn chay vào các ngày mồng 1 và ngày rằm. Trích lại từ tập Sang Giác Thế 10, kỳ 93, ngày 11 tháng 6 năm 1977. Ha ha ha,